Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, vô lực cười cười. Vị trí này, mình sắp phải rời khỏi nó. Kết quả này không phải điều mình vẫn mong đợi sao? Triệu Quốc Đống tự an ủi mình, ít nhất nửa tháng trước hắn nhận được tin khá chính xác, Tiêu Phượng Minh rất có thể làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tô, vị trí nóng kia còn cách hơn 2 năm mới tới Đại hội Đảng 19, bước tiếp theo có lẽ là cao hơn một bước, nhưng cái này cũng phải xem công lao của Tiêu Phượng Minh. Mà Tiêu Phượng Minh một khi đi, Triệu Quốc Đống biết mình tiếp nhận là rất lớn. Từ các phương diện cho thấy Trung ương rất hài lòng với sự phát triển của An Nguyên. Một vài quan điểm của mình được lãnh đạo Trung ương tán thành, nhất là vấn đề thu nhập người dân, chỉ số hạnh phúc của người dân càng được coi trọng hơn, càng là chỉ tiêu khảo sát quan trọng nhất đối với thành tích của đảng ủy, chính quyền địa phương, quan điểm này được truyền thông thảo luận xôn xao. Nhân tố này có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực để mình lên làm bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng biết nhược điểm của mình là còn quá trẻ, lý lịch thiếu, càng quan trọng hơn là thời gian mình làm chủ tịch tỉnh quá ngắn, chưa đầy 4 năm. Ở hoàn cảnh chính trị như vậy, mặc dù đảng đang không ngừng trẻ hóa cán bộ nhưng kinh nghiệm phong phú vẫn là yêu cầu không thể tranh luận. Nhưng bây giờ cuối cùng đã được xác định, Bạch Nhất Minh sẽ làm quyền chủ tịch tỉnh, chờ 2 tháng nữa tuyển cử. Trần Anh Lộc làm phó bí thư tỉnh ủy, đây là điều Triệu Quốc Đống có thể chấp nhận. Mặc dù Bạch Nhất Minh làm chủ tịch tỉnh, Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng có vấn đề gì. Trần Anh Lộc sẽ là một phó bí thư khá đủ tư cách, hơn nữa Triệu Quốc Đống tin mình có thể hợp tác tốt với đối phương. Lúc mình làm chủ tịch tỉnh, đối phương làm trưởng ban tổ chức cán bộ đã đủ để nói rõ vấn đề. Triệu Quốc Đống tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ làm tốt trên cương vị mới. Rửa mặt bằng nước lạnh để tâm trạng mình bình tĩnh lại, Triệu Quốc Đống không thể nào dẹp yên tâm trạng đang xúc động của mình. Hắn rất muốn tìm người thổ lộ, mặc dù hắn biết bây giờ chưa phải lúc nên công bố nhưng tâm trạng này đúng là làm người ta rất khó chịu. Có lẽ đây là biểu hiện không thành thục của mình. Tiêu Phượng Minh ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống đã là 11 giờ đêm, y quyết định suốt đêm về ZS. Không phải y không muốn ở lại Ando qua đêm mà muốn mượn hơn 3 tiếng về ZX mà suy nghĩ công việc tiếp theo của mình. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Tiêu Phượng Minh không ngờ được mình lại bước dài, bước nhanh như vậy. Y đã từng nghĩ sau khi Long Ứng Hoa đi mình sẽ lên làm phó chủ tịch tỉnh, nhưng không ngờ Lô Vệ Hồng lại đoạt mất. Triệu Quốc Đống không giải thích mấy với mình, chỉ bảo mình yên tâm công tác. Trong lòng Tiêu Phượng Minh mặc dù có chút không thoải mái nhưng vẫn có thể nhịn, vẫn làm tốt công việc của mình. Tình hình ZX không cho phép hắn suy nghĩ tới việc khác. Một năm qua tình hình ZX tiếp tục tốt lên, có thể nói giai đoạn đầu của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp đã cơ bản được thực hiện, sắp tiến vào giai đoạn 2 cực kỳ quan trọng. Tiêu Phượng Minh tin tưởng thêm 2-3 năm nữa tình hình ZX sẽ hoàn toàn tốt đẹp, chính thức đi vào quỹ đạo. Nhưng vào lúc này lại truyền tới tin tức làm Tiêu Phượng Minh phải than thở. Khi anh cho rằng cơ hội đến thì nó đi qua bên người, còn lúc anh không biết thì nó lại rơi vào người anh, đây là vận mệnh. Tiêu Phượng Minh mặc dù có chút bất ngờ và cảm khái với kết quả này nhưng vẫn rất vui mừng. Dù sao đây là tán thành công việc của mình, mất đi cơ hội làm phó chủ tịch tỉnh thì đổi lại làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký. Triệu Quốc Đống đã nói rõ bảo mình lo công việc còn lại ở ZS. Văn Ngạn Hoa sẽ tiếp nhận chức bí thư thị ủy, dù là Tiêu Phượng Minh hay tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đều tán thành năng lực của Văn Ngạn Hoa. Nhưng vị trí thị trưởng lại là điều cần cẩn thận cân nhắc. Đây là một vấn đề khó mà Triệu Quốc Đống ném cho Tiêu Phượng Minh. Phải đảm bảo người kế nhiệm có thể hợp tác tốt với Văn Ngạn Hoa, tiếp tục đẩy mạnh kinh tế ZX chuyển mình, bay vọt. Máy điện thoại vang lên, Tiêu Phượng Minh nhìn mã số, là Văn Ngạn Hoa gọi tới. Muộn như vậy mà vẫn gọi, Tiêu Phượng Minh có chút buồn cười, xem ra không ai bế tắc tin tức cả. Chỉ trong 1-2 tiếng mà người có tin tức nhạy bén đã biết được tin. Văn Ngạn Hoa mặc dù có quan hệ mật thiết với mình, Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với cô ta nhưng ai cũng biết Văn Ngạn Hoa có con đường của mình. Lô Vệ Hồng quan hệ thân với Văn Ngạn Hoa và đã đưa Văn Ngạn Hoa vào hệ thống của Tiêu Phượng Minh. Cô gái này không đơn giản, có thể thuận lợi đi lại giữa hai người Lăng, Triệu, mà Bạch Nhất Minh cũng khá coi trọng Văn Ngạn Hoa. Bí thư Tiêu, chúc mừng. Nụ cười của Văn Ngạn Hoa xuất hiện là thật tâm, Tiêu Phượng Minh có thể cảm nhận được. Cũng chúc mừng. Trước mặt Văn Ngạn Hoa, Tiêu Phượng Minh đương nhiên không giấu giếm. Đương nhiên có thể là mừng hụt. Ha ha, bí thư, Trung ương đã quyết định, chỉ chờ văn bản, còn có thể có biến hóa gì chứ? Sau này thành trưởng ban thư ký Tiêu thì nhất định phải giúp đỡ ZX nhiều hơn mới được. Văn Ngạn Hoa cười rất vui. Vừa từ chỗ chủ tịch tỉnh ra ư,
Tôi cũng vừa từ chỗ chủ tịch Lô ra, y có lẽ cũng vừa nhận được tin bí thư Lăng sẽ đến tỉnh Tô, chủ tịch tỉnh sẽ làm bí thư. Tiêu Phượng Minh khá phục sự hào sảng của Văn Ngạn Hoa, người khác nói việc này đều che giấu, câu nệ, chỉ cô là nói rõ được. Ừ, tôi cũng vừa biết. Thân phận của Tiêu Phượng Minh khác nên mờ mịt hơn chút. Y không nói mình có phải vừa từ chỗ Triệu Quốc Đống đi ra không, cũng không nói biết tin từ đâu, chuyện này chỉ có thể ngầm hiểu trong lòng. Văn Ngạn Hoa có phong cách của cô, Tiêu Phượng Minh không cảm thấy gì. Vậy bí thư Tiêu, chúng ta gặp rồi ngồi một chút chứ? Văn Ngạn Hoa nở nụ cười. Bây giờ ư? Tiêu Phượng Minh có chút buồn cười, Văn Ngạn Hoa này quả nhiên lợi hại, thú vị. Cũng được, cô ở đâu, tôi tới. Được, tôi chờ anh ở cầu Đồng Ngưu. Văn Ngạn Hoa nói. Quyển 20, chương 118. Đại lễ đường An Nguyên rất trang trọng, từ xe đỗ ở bên ngoài có thể thấy được đây là một hội nghị rất quan trọng. Tất cả đều là các biển xe ở các thành phố, thị xã trong toàn tỉnh, trong đó có cả vài xe cảnh sát cũng có mặt. Ngoài bãi đỗ xe biến thành nơi nói chuyện, người từ trên xe xuống hoặc ít hoặc nhiều thấy người mình quen ở đây, không tránh được vỗ vai, nói chuyện. Hoặc là bước chậm, đứng lại phất tay, ôm, cảnh tượng đều khó gặp làm cho bãi đỗ xe bình thường vắng vẻ trở nên náo nhiệt hơn. Lỗ Năng xuống xe liếc mắt là thấy người phụ nữ đẫy đà từ xe buýt đi xuống, mái tóc xõa bên vai không búi lại như người phụ nữ khác. Bí thư Vưu. Lỗ Năng nhảy xuống xe cười chào. Lão Lỗ. Vưu Liên Hương đúng là vui vẻ, hôm nay là ngày đáng để ăn mừng. Lỗ Năng đến Tân Châu chưa lâu nhưng Lỗ Năng là người biết làm việc, giỏi nắm bắt cơ hội, giỏi khống chế cục diện. Lỗ Năng mới tới Tân Châu nhưng đã nhanh chóng nắm giữ cục diện, hơn nữa y cũng sửa chữa lại quy hoạch từ thời Lô Vệ Hồng làm ra, từ điểm này có thể thấy đối phương khá có thủ đoạn. Bí thư Vưu đến sớm quá. Lỗ Năng nhìn Vưu Liên Hương từ trên xuống dưới. Người gặp việc vui sẽ có tinh thần phấn chấn, bí thư Vưu như trẻ hơn vài tuổi. Lão Lỗ, lời này của anh có khuyết điểm rồi, việc vui phải là chủ tịch tỉnh, không là bí thư Triệu mới đúng, chẳng lẽ nói chỉ mình tôi cao hứng, anh lại không? Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn. Ha ha, chủ tịch tỉnh mặc dù có việc vui nhưng bí thư Vưu cũng có mà. Lỗ Năng nhếch miệng cười nói. Người phụ nữ này giấu rất giỏi, Hắc Mộng Hiệp lần này từ trưởng ban tuyên giáo đổi thành trưởng ban tổ chức cán bộ đúng là nằm ngoài dự đoán của nhiều người nhưng cũng là hợp lý. Hắc Mộng Hiệp và Phùng Cương là phái trung lập ở tỉnh ủy, chủ tịch Triệu rất hy vọng do Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng trung ương không quá đồng ý nên đi nước cờ chậm, để Hắc Mộng Hiệp làm trưởng ban tổ chức cán bộ, vị trí trưởng ban tuyên giáo thừa ra rất có thể do Vưu Liên Hương làm. Đương nhiên không phải bổ nhiệm vào lúc này. Ví dụ như Trần Anh Lộc sau khi tiếp nhận chức phó bí thư tỉnh ủy Bạch Nhất Minh lưu lại thì vẫn kiêm chức trưởng ban tổ chức cán bộ khoảng 2-3 tháng. Chẳng qua Lỗ Năng không tin Vưu Liên Hương không biết gì. Mắt Vưu Liên Hương sắc như đao nhìn Lỗ Năng, cô không dây dưa ở đề tài này. Cô biết mũi đối phương rất thính nhạy, dưa dưa với y chỉ có rơi vào bẫy nên cô đổi đề tài. Đoạn đường cao tốc An Quế từ Tân Châu đến Đường Giang đã hoàn thiện, các anh lại bắt đầu mở rộng cảng Tân Châu. Xem ra định biến Tân Châu thành cảng lớn nhất An Nam ư. Sao không thể chứ? Lỗ Năng bị hấp dẫn vào cái này nên không trêu đối phương nữa. Điều kiện của cảng Tân Châu không kém gì Ninh Lăng, hơn nữa Đường Giang đến Tân Châu gần hơn nhiều, từ giá thành thì Tân Châu cũng có ưu thế. Hơn nữa Tân Châu đang toàn lực tranh công trình đầu mối quan trọng Thúy Bình, Hà Xuyên, công trình đầu mối quan trọng này một khi xây dựng xong chẳng những cải thiện vận chuyển hàng hóa đường thủy của dòng Ô Giang, còn làm cho các tàu trên 500 tấn có thể vào địa phận Kiềm Quế, làm vận chuyển hàng hóa ở đây có thể qua Ô Giang đến Tân Châu. Vật tư của Đường Giang cũng có thể từ cảng Tân Châu để lưu thông đi. Vưu Liên Hương phì cười. Lão Lỗ, không mấy khi thấy anh coi trọng ngành cung cấp vật tư như vậy. Ừ, chủ tịch tỉnh Hoành Vĩ đến Tân Châu điều tra về điều kiện phát triển ngành cung ứng vật tư Tân Châu, cho rằng Tân Châu là nơi giao nhau của ba tỉnh An, Quế, Kiềm, sản vật phong phú, điều kiện giao thông thuận lợi. Hơn nữa có sức hấp dẫn lớn đối với khu vực Tây Bắc Quế và Đông Bắc Kiềm. Ở điểm này Tân Châu có thể học tập Ninh Lăng, phát triển mạnh ngành cung ứng vật tư, làm cho Tân Châu trở thành đô thị trung tâm thương mại của khu vực An Quế, Kiềm. Mắt Lỗ Năng sáng rực lên khi nói về sự phát triển của Tân Châu. Vưu Liên Hương không khỏi thầm than. Thực ra trước đó Vưu Liên Hương có ấn tượng không tốt về Lỗ Năng, cho rằng tên này quá giảo hoạt. Lúc Hoàng Lăng còn thì tên phó thị trưởng này giỏi theo chiều gió. Sau khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy, Triệu Quốc Đống lại để đối phương làm trưởng ban tuyên giáo, điều này làm Vưu Liên Hương rất khó hiểu.
nhưng biểu hiện của Lỗ Năng lúc đó đúng là rất tốt, điểm này Vưu Liên Hương phải thừa nhận. Cô chỉ có thể nói Triệu Quốc Đống giỏi dùng người, mà bây giờ xem ra Triệu Quốc Đống để Lỗ Năng đến Tân Châu làm bí thư thị ủy cũng là một chiêu hay. Theo Vưu Liên Hương biết lúc đầu Triệu Quốc Đống chọn bí thư thị ủy Tân Châu không phải là Lỗ Năng mà là Đặng Nhược Hiền. Nhưng cán bộ ban tổ chức cán bộ trung ương đến đã nói rất coi trọng người này, đề nghị để Đặng Nhược Hiền đến tỉnh Tô nhận chức, làm cán bộ được ban tổ chức cán bộ trung ương bồi dưỡng. Triệu Quốc Đống có chút không muốn nhưng cuối cùng đã đồng ý, vì vậy Lỗ Năng mới đạt được cơ hội này. Ngành cung ứng vật tư tuy do Lô Vệ Hồng đưa ra nhưng toàn lực khởi động là từ thời của Lỗ Năng. Hai người đang thảo luận vui vẻ thì một xe Audi từ từ đỗ bên, người chui ra mặt hồng hào nói. Ồ, hai vị bí thư. Hai người nhìn, đây không phải Chu Ích Minh thì còn là ai nữa. Trong phòng nghỉ dành cho khách quý, Lăng Chính Dược, Triệu Quốc Đống đang ngồi nói chuyện với Qua Tĩnh. Thời gian đến rồi đó, bí thư Lăng, chủ tịch Triệu. Qua Tĩnh nhìn đồng hồ. Trưởng ban Qua có phải cảm thấy An Nguyên chiêu đãi không tốt nên muốn tuyên bố gấp rồi đi ngay không? Trước mặt Qua Tĩnh, Lăng Chính Dược có chút ưu thế về tâm lý. Dù sao là nguyên phó trưởng ban thường trực, đã từng cộng sư qua với Qua Tĩnh, coi như nửa lãnh đạo của Qua Tĩnh, nói về tuổi và lý lịch thì y cao hơn Qua Tĩnh, cho nên trước mặt Qua Tĩnh, Lăng Chính Dược không cố kỵ nhiều. Bí thư Lăng, lời này không đúng. An Nguyên là quê hương thứ hai của tôi, những năm tháng đẹp nhất tôi đã cống hiến cho An Nguyên. An Nguyên đối với tôi mà nói là như nhà, anh nói có ai ngại ở nhà mình không? Qua Tĩnh mỉm cười lắc đầu. Lăng Chính Dược bị Qua Tĩnh nói như vậy không khỏi á khẩu. Triệu Quốc Đống đúng lúc nói xen vào. Trưởng ban Qua, còn 5 phút nữa, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị cho tốt, lão Bạch có chút chuyện, lập tức sẽ tới. Đang nói chuyện thì cửa mở ra, Bạch Nhất Minh hưng phấn đi vào. Bí thư Lăng, trưởng ban Qua, chủ tịch Quốc Đống, chậm chút thời gian, may là không muộn. Đồng chí Nhất Minh, hôm nay không thể tới muộn. Qua Tĩnh khẽ gật đầu bắt tay đối phương. Đi thôi chứ trưởng ban Qua. Lăng Chính Dược hít sâu một hơi, là đi hay ở thì giờ phút này đều tiến lên một bậc. Nhưng lúc sắp đi, Lăng Chính Dược phát hiện mình vô thức không khống chế được tâm trạng kích động của mình. Khi mấy người đi lên bàn chủ tịch, bên dưới đã ngồi vào vị trí. Trên bàn chủ tịch ngoài chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh và Trần Anh Lộc ra thì không có ai khác. Hai hàng đầu tiên ở bên dưới là dành cho cán bộ lãnh đạo cấp phó tỉnh, Trần Anh Lộc ngồi bên trên cũng là do y là người chủ trì hội nghị. Thưa các đồng chí, bắt đầu họp, căn cứ nhu cầu công việc, Trung ương tiến hành điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy tỉnh ta. Trước khi tuyên bố điều chỉnh, tôi xin giới thiệu một chút các vị lãnh đạo tham gia hội nghị. Sau đây mời đồng chí Lăng Chính Dược phát biểu. Trần Anh Lộc nói rất đơn giản và ngắn gọn. Thưa các đồng chí, vừa nãy đồng chí Qua Tĩnh đã tuyên bố quyết định của Trung ương. Cá nhân tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, cũng cảm ơn Trung ương đã tin tưởng tôi. Ở An Nguyên 4 năm là 4 năm quan trọng nhất trong đời tôi, trong 4 năm nay tôi học được rất nhiều thứ, các vị đang ngồi đây đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Quyển 20, chương 119. Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống bước chậm trên đường đồi, hai người không mấy khi đi dạo với nhau như thế này. Bạch Nhất Minh đưa Qua Tĩnh ra sân bay, Lăng Chính Dược lại mời Triệu Quốc Đống đi dạo quanh Hồ Vân Loa với mình, Triệu Quốc Đống rất nhanh nhẹn nhận lời. Sức khỏe của Lăng Chính Dược khá tốt. Có thể thấy được hay tập luyện. Mặc dù là đi một đoạn mà vẫn đi khá nhanh. Hai người đi trên con đường gập ghềnh, thư ký và cảnh vệ nhìn nhau không biết sao hôm nay hai vị lãnh đạo lại hăng hái như vậy, muốn đến đây leo núi. Vừa mới tuyên bố xong không biết bao chuyện chờ hai người mà xếp lại đi như thế này. Lăng Chính Dược một hơi leo vút lên cao, còn khoảng vài trăm mét là tới đỉnh núi. Lăng Chính Dược nhìn như tự hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua ý định trèo tiếp. Đứng tại chỗ, Lăng Chính Dược nhìn về phía tây, tầm nhìn không được xa. Mưa bụi lất phất vào đông làm cả An Đô như bao phủ trong màn mây mù nhưng vẫn làm người ta có cảm giác một thành phố khổng lồ đang phát triển, quật khởi. Quốc Đống, hình như chỉ số tài chính đô thị toàn quốc thì An Đô chúng ta đã lọt vào nhóm thứ hai phải không? Lăng Chính Dược đột nhiên nói, chỉ số xếp hạng GDP năm 2009, An Đô xếp hạng thứ 11, đã nằm ngoài nhóm trung tâm tài chính. Đây có thể nói là sỉ nhục lớn đối với An Đô đang muốn trở thành trung tâm tài chính khu vực đất liền. Nhưng năm 2010 An Đô tăng 4 bậc, quy mô phòng giao dịch tài sản An Đô tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng, chỉ tiêu tài chính của An Đô tăng trên diện rộng, nhảy vào nhóm thứ hai,
chỉ thấp hơn mấy nơi như thượng, kinh, thâm, tuệ, hàng, danh, mức độ tăng lên đúng là nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Ừ, Ando đã vững vàng thành trung tâm tài chính khu vực đất liền, các đô thị xung quanh muốn đuổi kịp sợ là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ninh Lăng cũng lọt vào nhóm thứ hai nhưng vị trí ở nhóm cuối, còn chưa bằng Ôn Châu. Xem ra tôi sang tỉnh Tô cũng không dễ dàng. Kim Lăng là thành phố lớn của khu vực Duyên Hải mà không bằng thành phố đất liền, đây là không bình thường, đây là áp lực rất lớn. Lăng Chính Dự quay đầu mỉm cười. Quốc Đống, đây có tính là so đấu không? Ha ha, Bí Thư Lăng, quy mô kinh tế của tỉnh Tô là điều An Nguyên chưa thể so được. Mục tiêu của An Nguyên đã có chút biến hóa, vốn định đặt mục tiêu vượt qua tỉnh Chiết nhưng dù là vượt qua thì sao? Thu nhập của người dân của tỉnh Chiết không phải là trong thời gian ngắn An Nguyên có thể đuổi kịp. Tôi cảm thấy An Nguyên cần đặt tâm tư làm như thế nào để nâng cao trình độ cuộc sống dân chúng, ồ, cũng chính là chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của dân chúng. Đây là nguyên tắc mà Bí Thư đặt ra đầu năm, không phải sao? Triệu Quốc Đống một bên lắc đầu, một bên cười nói. Người này vừa mới có quyết định làm Bí Thư đã hỏi mình như vậy, Lăng Chính Dược nở nụ cười không nói ra. Nâng cao trình độ cuộc sống của dân chúng rất quan trọng nhưng chúng ta cũng phải chú ý một xu thế, đó là củng cố phát triển kinh tế cũng rất quan trọng. Đây là trụ cột để không ngừng nâng cao trình độ cuộc sống của dân chúng, chỉ làm trụ cột này vững chắc thì trình độ cuộc sống của dân chúng mới được đề cao chắc chắn. Ở điểm này rất nhiều người thích đi theo một hướng cực đoan, nhất là khu vực chậm phát triển thì hiện tượng này càng đáng để chú ý. Từ ý nghĩa nào đó mà nói đây là do tính công lợi, thành tích tác động. Triệu Quốc Đống có chút dùng mình. Theo lý thuyết Lăng Chính Dược lập tức sẽ đi thì y không cần phải nói như vậy. Ngoài việc làm người ta mất hứng thì y không chiếm được gì. Nhưng Lăng Chính Dược trịnh trọng nói như vậy đủ thấy đối phương có cái nhìn của mình ở phương diện này mà không phải dựa vào quan điểm của người khác. Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Triệu Quốc Đống, Lăng Chính Dược khẽ thở dài một tiếng. Quốc Đống, vào lúc này có lẽ chúng ta không có gì không nói được mà. Đúng, thời gian đầu có chút ngăn cách, chẳng qua tôi tin sau mấy năm hợp tác. Cái cần bỏ đã sớm bỏ. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta ở một vài vấn đề vẫn cần phân tích rõ ràng. Tôi đã cẩn thận phân tích cũng không phải quan điểm của chúng ta khác nhau về căn bản, mà là có vài vấn đề hơi sai khác mà thôi. Ví dụ như đối với sự phát triển của y mà nói, tôi tán thành quan điểm này của cậu, đó chính là dân chúng cần được hưởng thụ thành quả cải cách, để trình độ cuộc sống của dân chúng được nâng cao, để chỉ số hạnh phúc không ngừng tăng lên. Nhưng tôi vẫn cho rằng An Nguyên còn thuộc khu vực chưa phát triển. Mặc dù tổng GDP và thu tài chính thì chúng ta nằm ở nhóm đầu cả nước nhưng chúng ta cần phải nhìn vào kết cấu sản nghiệp và trình độ nghiên cứu, đổi mới thì vẫn có chênh lệch khá rõ với mấy tỉnh như Thượng Việt, Tô. Thực lực tài chính của vẫn còn kém rất lớn với khu vực Trường Tam Giác. Đầu tư vào giáo dục, y tế, xã hội còn cách không nhỏ với khu vực phát triển, đây là điều ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của An Nguyên. Mà nếu An Nguyên muốn đảm bảo trình độ cuộc sống của dân chúng liên tục tăng lên thì nhất định cần có trụ cột về xã hội, sản nghiệp, mà trụ cột này một phần xây dựng hệ thống hoàn thiện cùng với đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác. Triệu Quốc Đống biết Lăng Chính Dược nói đến điểm mấu chốt, hắn khẽ gật đầu. Tôi chỉ đến nhiều lĩnh vực, cũng không phải hoàn toàn là xây dựng đô thị, giao thông, năng lượng, công trình công cộng, hơn nữa càng quan trọng hơn là giáo dục, năng lực nghiên cứu, ở điểm này tôi thấy Thâm Quyến là điển hình. Mặc dù Thâm Quyến đứng đầu cả nước ở phương diện này nhưng nó cũng có nhược điểm của mình. Trụ cột giáo dục và giáo dục đại học, năng lực nghiên cứu của nó kém nhiều so với mấy nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, cho nên đối với An Nguyên mà nói tôi cũng cho rằng cần phải tăng cường đầu tư vào phương diện này, như vậy mới có thể đảm bảo sự phát triển trong 10 thậm chí 20 năm tới của An Nguyên chúng ta được thuận lợi. Tôi cảm thấy cậu ủng hộ xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê là khá thành công nhưng như vậy còn chưa đủ. An Nguyên là tỉnh rất lớn với 14 thành phố, thị xã, có vài nơi khá yếu kém ở phương diện này, tiến hành chủ nghĩa bình quân là không thích hợp. Nhưng trọng điểm giúp đỡ giáo dục, nghiên cứu là cần thiết. Lăng Chính Dược dừng một chút như suy nghĩ. Đầu tư của một địa phương là có hạn, chúng ta không thể chối bỏ thực tế này. Một phương diện chúng ta cần phải để dân chúng được lợi từ cải cách, phần khác cũng cần đảm bảo chúng ta có tiềm lực và cơ sở để phát triển. Đây là thử thách nghệ thuật. Năng lực khống chế của đảng ủy, chính quyền. Bí Thư Lăng, ý của anh tôi có thể hiểu. An Nguyên phát triển rất nhanh nhưng vẫn có nhiều khuyết điểm, nó hạn chế bước tiến tiếp theo của An Nguyên. Công việc sau đây của An Nguyên là đề bù và hoàn thiện, chúng ta cũng không thể quên nâng cao trình độ cuộc sống của dân chúng. Ở phương diện này chúng ta có nhiều công việc,
giống như anh nói nhiều lúc có vài chuyện bởi vì điều kiện hạn chế mà sinh ra mâu thuẫn, làm như thế nào thăng bằng điểm này là yêu cầu càng lúc càng cao đối với chúng ta. Triệu Quốc Đống mỉm cười, hắn không rõ ràng tỏ vẻ tán thành hay bác bỏ quan điểm mà Lăng Chính Dược đưa ra, mà hỏi ngược lại. Bí thư Lăng, điều kiện An Nguyên có hạn nhưng tình hình Tỉnh Tô tốt hơn An Nguyên nhiều, anh đến Tỉnh Tô sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Lăng Chính Dược có chút ngẩn ra, hắn thật không ngờ Triệu Quốc Đống sẽ hỏi mình như vậy. Ha ha, Quốc Đống, hỏi rất hay, tình hình Tỉnh Tô có thể tốt hơn An Nguyên nhưng chúng ta đều rõ mỗi nơi đều tồn tại VDE của mình, chỉ sai khác về trình độ mà thôi. Điều kiện Tỉnh Tô rất tốt, như vậy chỉ có thể căn cứ TSTT mà phân tích. Quyển 20, chương 120. Lăng Chính Dược nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng không hỏi tiếp mà nói thẳng. Bí thư Lăng, ở vấn đề này có thể mỗi người đều có cái nhìn và câu trả lời khác nhau. Tôi không phủ nhận ở điểm này tôi và anh có cái nhìn khác nhau, nhưng là tôi cũng tôn trọng quan điểm của anh, tiềm lực phát triển cần phải có quy hoạch hợp lý, điểm này nhiều người không ý thức được nhưng quyết không phải là tôi. Triệu Quốc Đống tự tin như vậy làm Lăng Chính Dược cười cười một tiếng, người này nghĩ cũng đúng. Triệu Quốc Đống không phải mình, cũng không giấu hắn không cùng quan điểm với mình. Nhưng tôi cho rằng càng nhiều cán bộ của chúng ta trong quá trình phát triển thường quên hoặc không để ý đến cảm nhận thiết thân của dân chúng. Triệu Quốc Đống vừa suy nghĩ vừa nhíu mày nói. Bây giờ đảng ủy chính quyền các cấp nhất là ở cấp cơ sở có khuynh hướng này, chính là càng coi trọng sự tán thành của cấp trên đối với công việc của bọn họ, càng quan tâm mục tiêu và đề tài mà cấp trên chú ý, thường không quá để ý đến vấn đề mà dân chúng trong khu vực mình phụ trách quan tâm, chỉ làm lấy lệ với phản ánh của dân chúng. Chỉ cần có thể lừa được hoặc trì hoãn được là đủ. Tôi đã phân tích nhiều sự kiện quần thể, tuy trong đó có không ít quần chúng chưa hiểu rõ chính sách cũng không bài trừ có người mượn cơ hội gây chuyện nhưng càng nhiều là do đảng ủy, chính quyền cơ sở khi giải quyết mấy vấn đề thường không giải quyết được vấn đề trung tâm trong đó. Hiện tượng này là rất không bình thường, nó liên quan đến lợi ích bản thân của dân chúng. Quần chúng chú ý nhất thì bọn họ lại bỏ mặc. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Cho nên tôi cảm thấy ở vấn đề này cần nghiêm túc cảnh báo lãnh đạo chủ yếu đảng ủy chính quyền xem bọn họ chấp chính vì ai, phục vụ cho ai, phát triển cho ai, phát triển là vì cái gì. Mấy vấn đề này phải nói ra để bọn họ tỉnh táo, suy nghĩ kỹ. Lăng Chính Dược Hắc Mộng Hiệp, đây có lẽ là bất đồng về quan điểm. Có thể nói quan điểm này của Triệu Quốc Đống cũng đại biểu cho sự thay đổi về thái độ của Trung ương, Lăng Chính Dược cũng tán thành quan điểm này nhưng cảm thấy không thể làm quá nhanh, quá gấp. Ở vấn đề này không có ai tuyệt đối đúng hay sai, chỉ có xử lý có nắm được chừng mực hay không mà thôi, chỉ có thể từ công việc thực tế mà thể hiện. Quốc Đống, xem ra tranh luận ở vấn đề này hai chúng ta vẫn sẽ tiếp tục duy trì. Thực ra lo lắng của chúng ta ở vấn đề này là khác nhau, cũng không nói ai đúng ai sai, tôi nghĩ chúng ta nên tự lục lọi theo suy nghĩ của mình, tin tưởng lịch sử sẽ có chứng minh cho chúng ta. Lăng Chính Dược không cố thuyết phục đối phương, hắn cũng biết không thể nào thuyết phục đối phương. Hơn nữa đối phương cũng biết rõ điều này, biết nắm bắt thời cơ và chừng mực. Triệu Quốc Đống im lặng gật đầu, đi tới vị trí thì không ai có thể thuyết phục ai cả, mà ai có thể ảnh hưởng đến quan điểm của người khác thì về cơ bản đó là hành vi vô thức mà thôi. Không biết lúc nào Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống chia nhau ngồi ở khai khối đá, không nhúc nhích nhìn về phương xa, mỗi người nghĩ đến chuyện của mình. Nguyên nhân bắt đầu từ lúc Bí thư Thị ủy Ninh Lăng vào làm Thường vụ Tỉnh ủy. Bắt đầu từ đó Triệu Quốc Đống biết mình đã có ngăn cách với Lăng Chính Dược này. Mình và y cho đến bây giờ đều chưa chính thức thích đối phương, nhưng không thích không có nghĩa là không tôn trọng, tin tưởng đối phương cũng như thế. Quốc Đống, có lẽ mấy chục năm nữa sự đúng sai của chúng ta sẽ được người đời sau bình xét. Nhưng tôi cảm thấy không làm trái lương tâm đạo đức của mình là đủ. Chúng ta không thể làm được tốt nhất nhưng chỉ mong dựa vào hy vọng của mình mà làm tốt là đủ. Lăng Chính Dược đột nhiên từ tốn nói một câu như vậy. Ai có thể nói mình làm càng tốt hơn người khác, lịch sử không bao giờ trở lại, anh sao biết lựa chọn con đường khác sẽ tốt hơn chứ? Tất cả chỉ có thể căn cứ vào phán đoán của mọi người. Đối với một địa phương mà nói càng nhiều căn cứ vào phán đoán của người chấp chính. Giờ phút này Triệu Quốc Đống không khỏi có chút kính trọng Lăng Chính Dược. Dù người này có nhiều khuyết điểm và thiếu sót nhưng y nói đúng, chỉ cần đúng lương tâm mình là đủ. Mình không phải như vậy sao? Thấy Triệu Quốc Đống đưa đến ánh mắt không còn lộng lẫy như trước, Lăng Chính Dược cũng mỉm cười. Mặc dù mình bây giờ không cần dùng cái nhìn của ai để chứng minh mình nhưng có thể làm Triệu Quốc Đống có cái nhìn mới cũng đủ làm mình tự hào mà. Về ủy ban tỉnh,
Triệu Quốc Đống một mình ngồi trong phòng tiếp khách lặng lẽ suy nghĩ. Sáng mai Lăng Chính Dược bay, y lên Bắc Kinh rồi hai hôm sau mới đến tỉnh Tô nhận chức. Bắt đầu từ ngày mai Triệu Quốc Đống sẽ rời khỏi nơi này, sang bên tỉnh ủy. Nhìn bốn phía vắng lặng, Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy mình có lẽ giống như trôi nổi trong không gian nửa mê nửa tỉnh, tất cả là thật nhưng anh không thể tin. Từ một cảnh sát bình thường từng bước đi tới ngày hôm nay. 18 năm thoáng cái qua đi, từng ký ức đan xen nhau hiện về. Khâu Nguyên Phong, Đậu Tái Viễn, Vương Đức Hòa, Lô Vệ Hồng, Lưu Triệu Quốc, Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm, Liễu Đạo Nguyên, còn có La Đại Hải, Tương Uẩn Hoa, Mục Cương, Mạch Gia Huy, Kỳ Dư Hồng rồi tới Hoàng Lăng, Trần Anh Lộc, những người này đều có ảnh hưởng đến mình, có một số người đã sớm biến mất khỏi tầm nhìn của mình, có người ngẫu nhiên lọt vào mắt mình, có người vẫn tồn tại trong cuộc sống của mình, cũng đang không ngừng ảnh hưởng đến mình. Ngoài những người này còn những người khác cốt ghi tâm trong lòng mình như Đường Cẩn, Khổng Nguyệt, chị em từ Xuân Nhạn, Cù Vận Bạch, Cổ Tiểu Âu, Trình Nhược Lâm, La Băng, Kiều San, không oán không hối hận đi theo mình, mặc dù trạng thái cuộc sống khác nhau nhưng mỗi cử động của các cô đều làm mình chú ý. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Cửa phòng tiếp khách mở ra, thư ký Tiểu Vương xuất hiện. Bí thư, giám đốc Sở Khâu đến. Ô mời y vào đi. Triệu Quốc Đống run lên, gật đầu nói. Khâu Nguyên Phong đi vào, trên mặt Triệu Quốc Đống còn lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, Khâu Nguyên Phong không khỏi thầm than. Một cảnh sát làm nhân viên cho mình đến bây giờ đã lên tới đỉnh. Khâu ca, Lưu ca nói như thế nào? Chỉ có hai người Triệu Quốc Đống vẫn bình dị như trước, không có chút biến hóa. Sếp Lưu vẫn không nói gì, y chỉ luyện thư pháp, lúc tôi rời đi thì y mới nói một câu đó là mọi việc đều giữ đường lui. Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng. Luyện thư pháp, Lưu Triệu Quốc tập thư pháp thì Triệu Quốc Đống biết, luyện thư pháp chủ yếu là do luyện tâm trạng. Ồ, Lưu ca từ lúc nào trở nên thâm trầm như vậy? Triệu Quốc Đống nhướng mày cười nói. Không, tôi cảm thấy ý của sếp Lưu là thật. Khâu Nguyên Phong có chút do dự rồi nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra như suy nghĩ gì đó, hắn khẽ gật đầu nói. Tôi biết. Khâu Nguyên Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Quan hệ giữa Lưu Triệu Quốc và Triệu Quốc Đống đúng là làm y không tiện nói. Khâu ca, lúc thích hợp tôi sẽ đi thăm Lưu ca một chút. Lát sau Triệu Quốc Đống mới nói một câu như vậy. Khâu Nguyên Phong gật đầu không nói. Khâu ca, đời người như giấc mộng, thoáng cái là qua. Có đôi khi cảm thấy đời người chẳng qua là như vậy. Hắc hắc quan tâm việc quốc gia đại sự, đời người không ngoài như vậy. Triệu Quốc Đống nhướng mày nói. Thấy Triệu Quốc Đống ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên chân, ánh mắt nhìn quanh, Khâu Nguyên Phong cảm giác cả người mình bị đối phương nhìn thấy, hắn có chút hoảng hốt. Quyển 20, chương 121, VIP 1. Tôi muốn sớm lên Thượng Hải, cuộc gặp lần này rất quan trọng, rất có ý nghĩa. Quế Toàn Hữu nhìn lệnh Hồ Triều. Nếu cậu không có chuyện quan trọng thì đi cùng tôi. Trưởng ban thư ký Quế, tôi đi có tiện không? Lệnh Hồ Triều có chút do dự. Bí thư Triệu không bảo tôi đi mà. Hừ, cậu đó. Quế Toàn Hữu ra vẻ tức giận. Bí thư không bảo tôi nhưng tôi biết vẫn chủ động hỏi cho nên tôi có thể đi, chẳng lẽ nói cậu đi là bí thư Triệu sẽ không vui. Có vài thứ phải xem cậu có tâm ý không. Bình thường cậu mặc dù đi nhưng tình cảm cá nhân lại khác. Lệnh Hồ Triều khẽ gật đầu. Hắn biết ý trong câu nói của Quế Toàn Hữu. Cuộc gặp mặt lần này có ý nghĩa không bình thường. Nói về tư cách hắn là bí thư quận ủy Hoài Châu chưa vào thị ủy Hoài Khánh còn chưa đủ tư cách lên mặt bàn. Dù là Quế Toàn Hữu đã đảm nhiệm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy An Đô cũng chưa đủ tư cách. Nhưng Quế Toàn Hữu vẫn xảo diệu đạt được cơ hội này. Lệnh Hồ, thân phận của bí thư Triệu bây giờ đã khác trước, cậu là thư ký mà bí thư tin tưởng nhất, bí thư vẫn coi trọng cậu. Hai năm qua biểu hiện của cậu khá tốt. Bí thư Triệu mặc dù rời khỏi An Nguyên nhưng vẫn chú ý sự trưởng thành của cậu ít nhất trước mặt tôi bí thư hay nhắc tới cậu. Quế Toàn Hữu cười cười một tiếng. Nhưng con người nhiều lúc không thể dựa vào người khác, cố gắng của mình mới là quan trọng nhất. Lệnh Hồ Triều hơi giật mình, nhìn Quế Toàn Hữu. Trưởng ban thư ký, tôi đã hiểu. Không, cậu còn chưa thật sự hiểu. Bí thư Triệu bây giờ quản việc lớn, tinh lực của ngài có hạn nên không thể chú ý đến cậu như trước. Mà cậu ngoài càng cố gắng hơn trong công việc cũng cần mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Giọng Quế Toàn Hữu rất bình thường. Lần này bí thư Đặng có thể cũng sẽ tới cậu cũng biết bí thư Đặng lập tức sẽ làm phó bí thư tỉnh ủy.
Mặc dù bí thư Triệu và bí thư Đặng có quan hệ tốt, nhưng tôi nghĩ nếu cậu có thể thông qua hoạt động này làm bí thư Đặng có ấn tượng tốt thì sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của cậu. Nói trắng ra là tại sao cậu không thể làm thường vụ thị ủy Hoài Khánh? Ấn tượng của lãnh đạo rất quan trọng. Trưởng ban thư ký, cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi biết mình ở nhiều phương diện còn chưa thành thục, còn phải dựa vào ngài dạy bảo. Lệnh Hồ Triều thật lòng nói, Đặng Nhược Hiền sắp làm phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên không phải tin mới. Trong thời gian Đặng Nhược Hiền làm bí thư thị ủy An Đô thì kinh tế An Đô vẫn duy trì xu thế phát triển nhanh chóng, mặc dù chưa chính thức đuổi kịp Ninh Lăng nhưng cũng bắt đầu có xu thế kéo gần. Nghe nói Trung ương rất hài lòng với biểu hiện của Đặng Nhược Hiền, nhất là Đặng Nhược Hiền còn mạnh mẽ tiến hành thí điểm cải cách hành chính An Đô, hủy bỏ sai khác về hộ tịch giữa hộ nông nghiệp và phi nông nghiệp, toàn lực đẩy mạnh quá trình hợp nhất đô thị và nông thôn và đạt thành tích khá tốt. Có thể làm Quế Toàn Hữu nói tới nước này chỉ sợ chỉ có mình. Quế Toàn Hữu ở thị ủy An Đô nổi tiếng là kín miệng. Nghe nói lần này bộ máy An Đô điều chỉnh thì Quế Toàn Hữu rất có thể lên làm phó bí thư tỉnh ủy. Nhưng đây mới là lời đồn, cũng có nói Quế Toàn Hữu có thể điều tới làm phó chủ tịch tỉnh Cam Lũng. Phải biết cách nắm bắt cơ hội, điều chỉnh kết cấu kinh tế của Hoài Châu 2 năm qua đã có hiệu quả. Lần trước tôi nói chuyện với bí thư Lưu các cậu thì cũng nói đến xem làm như thế nào chuyển biến quan niệm, học cách nắm bắt cơ hội, học cách sáng tạo cơ hội. Điều kiện của Hoài Khánh khá tốt nhưng tại sao bại trận so với Miên Châu, Đường Giang, tôi cảm thấy có nhiều điểm đáng để tổng kết. Cậu là bí thư quận ủy Hoài Châu cũng cần học tập, tổng kết và đưa ra biện pháp cải tiến. Quế Toàn Hữu nói, lần này chúng ta lên Thượng Hải cũng có thể mượn cơ hội hỏi ý các lãnh đạo khác. Lão Chu, anh định bao giờ đi? Tôi có thể chậm một ngày, tỉnh còn họp hội nghị thường ủy, bí thư Tống đúng là biết chọn thời gian, chọn vào chiều 30 tháng 4. Trúc Văn Khôi một bên dọn đồ một bên hỏi. Chu Trọng suy nghĩ một chút mới nói. Hay là tôi chờ anh? Ninh Lăng và An Đô tối đều có chuyến bay tới Thượng Hải, bên Ninh Lăng chuyến muộn nhất là 10 giờ, ở An Đô càng muộn hơn, là 11 giờ. Trúc Văn Khôi năm trước lên làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thay cho Vương Liệt lên làm phó chủ tịch thường trực tỉnh Hoàn, 3 tháng sau được Trung ương bổ nhiệm làm thường vụ tỉnh ủy An Nguyên. Mà Chu Trọng năm 2012 lên chức làm phó thị trưởng. Năm ngoái chính thức trở thành thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Ninh Lăng. Kinh tế An Nguyên mấy năm nay phát triển với tốc độ cao, GDP bình quân đầu người và thu nhập dân cư năm 2010 đã vượt qua tỉnh lỗ, tới năm 2015 thì GDP bình quân đã áp sát Nam Việt, có lẽ năm nay rất có thể vượt quá Nam Việt. Mà thu nhập của dân cư đô thị cũng đứng thứ 7 cả nước, ngoài 3 thành phố trực thuộc Trung ương và mấy tỉnh thích, Tô, Việt ra thì An Nguyên đứng đầu khu vực đất liền. Thu nhập dân cư nông thôn lại nhảy vào top 5, chỉ kém hơn Thượng, Tập, Tân Thích. Đúng là như vậy nên mới khiến Trung ương càng coi trọng cán bộ An Nguyên. Trước đây cán bộ chủ yếu là nhìn mấy tỉnh Tô, Việt, nhất là tỉnh Tô. Mà mấy năm qua An Nguyên phát triển khiến cán bộ An Nguyên đi ra càng tự tin hơn. Vương Liệt mặc dù là cán bộ trưởng thành ở Điền Nam nhưng lúc y làm bí thư thị ủy Ninh Lăng vẫn duy trì xu thế phát triển cao của Ninh Lăng. Hiện nay Ninh Lăng đã xếp thứ 2 trong các thị xã toàn quốc. Chỉ thấp hơn Tô Châu, cho nên y mới có thể trực tiếp lên làm phó chủ tịch thường trực tỉnh Hoàn. Thôi, anh đi trước đi, anh có thể trực tiếp từ Ninh Lăng bay đến Thượng Hải, tôi từ An Đô đi là được. Trúc Văn Khôi lắc đầu thở dài nói. Anh cũng biết tính của bí thư Tống đó, hội nghị thường ủy nói là chiều diễn ra không chừng phải ăn cơm ở nhà ăn tỉnh ủy. Tôi và chủ tịch tỉnh Anh Lộc cũng đã đề cập ý kiến mấy lần với bí thư Tống, cả lão Lô cũng đề cập nhưng bí thư Tống không nghe. Lô Vệ Hồng năm ngoái khi Triệu Quốc Đống rời khỏi An Nguyên đã từ thường vụ phó chủ tịch tỉnh lên làm phó chủ tịch thường trực, chênh nhau một chữ nhưng coi như tiến bộ một bước. Chẳng qua tuổi của y đã tới, có lẽ sau đại hội đảng 19 sẽ sang đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, làm phó chủ tịch thường trực 2-3 năm coi như mang tính an ủi. Bí thư Trúc, phong cách các sếp lớn khác nhau, bí thư Triệu quyết đoán, trật tự rõ ràng, còn bí thư Tống lại thích chi tiết, tỉ mỉ cho nên chúng ta cần thích ứng. Chu Trọng cười nói, tôi chắc chiều mai đi, bây giờ đã bảo thư ký đặt vé. Kỳ nghỉ 1/5 năm nay khá dài, người Ninh Lăng sang Thượng Hải mua sắm khá nhiều nên phải đặt trước. Không đến mức như vậy chứ, bây giờ sân bay Đông Trại đến Thượng Hải một ngày có bao chuyến? Sợ là 7-8 chuyến, nếu không được thì bay sang Hàng Châu hoặc là Tô Châu cũng được, cũng không chênh bao thời gian, thuận tiện xem cảnh đẹp Tô Hàng. Trúc Văn Khôi nở nụ cười. Cũng không thể như vậy nói. Ngài cũng biết nhân viên trung tầng của các công ty thị xã ta có thu nhập rất cao,
mấy nhãn hàng như Hermes, Versace, Dior, đã sớm đặt chi nhánh ở Ninh Lăng, nhưng mấy người kia vẫn thấy Ninh Lăng chúng ta kém một chút, dù như thế nào cũng phải sang Thượng Hải, Bắc Kinh, Hong Kong đi dạo một vòng. Chu Trọng vừa cười vừa nói. Đợt lễ quốc khánh năm trước tôi sang Giang Tích tham gia hôn lễ con gái bạn, đi trước quốc khánh một ngày mà thiếu chút nữa không mua được vẻ. Hỏi nguyên nhân mới biết là nhân viên các công ty thị xã ta đi sang Thượng Hải, Hong Kong, có lẽ muốn nhân đợt lễ mà đi mua sắm. Anh không thấy người từ Thượng Hải, Hong Kong về đều mang túi lớn túi nhỏ sao? Đây là việc tốt, nó nói rõ sức tiêu thụ của Ninh Lăng chúng ta rất mạnh, chẳng qua đây cũng nói ra một vấn đề khác, đó là không khí kinh doanh của Ninh Lăng chúng ta chưa đủ, còn chênh lệch so với khu vực Duyên Hải và Hong Kong. Kinh tế Ninh Lăng phát triển khiến một bộ phận người giàu lên, bọn họ tiêu dùng nhiều, càng yêu cầu cao về quy hoạch phương diện kinh doanh của chúng ta. Trúc Văn Khôi rất giỏi liên tưởng tới công việc. Lão Chu, anh là phó thị trưởng thường trực, cũng từng ở khu vực Duyên Hải, năm ngoái còn sang Singapore cùng Hong Kong khảo sát vấn đề này. GDP của Ninh Lăng chúng ta mặc dù cao hơn Ando nhưng chúng ta phải thừa nhận về thương mại và dịch vụ thì còn thua kém Ando không ít. Chu Trọng gật đầu. Quy hoạch năm nay thị xã cũng đưa ra phải hoàn thiện xây dựng phương tiện thương mại, chế tạo Ninh Lăng thành trung tâm thương mại An Đông Tương Tây, tôi nghĩ chỉ cần có phương hướng và quy hoạch thì chúng ta có thể đuổi kịp. Quyển 20, chương 122, VIP 2. Trung Dược Quân là trực tiếp từ lối dành cho khách VIP tiến vào sân bay quốc tế thành phố Cáp. Trước khi lên máy bay y đã gọi điện, máy bay chuẩn bị đáp cánh xuống sân bay Hồng Kiều thì lãnh đạo, nhân viên của văn phòng Thượng Hải, Hắc Hà đã chờ ở bên ngoài. Trung Dược Quân vốn không muốn làm kinh động đám người ở văn phòng Thượng Hải nhưng nghĩ tới bây giờ là 1/5, bạn bè đến đón không tiện, gọi cho thư ký của Triệu Quốc Đống cũng không thích hợp, vì thế quấy quả mấy tên này. Mấy năm qua Trung Dược Quân cũng học được không ít tác phong của Triệu Quốc Đống, đó chính là không chú ý đến trận hình, làm việc thực tế. Mấy năm qua y ở Hắc Hà đều kiên trì nguyên tắc này, nhất là 4 năm ở thành phố Cáp có thể nói một lòng một dạ làm chắc công việc. Sau khi làm chủ tịch tỉnh Hắc Hà, tầm nhìn của Trung Dược Quân càng rõ ràng hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Y một lần nữa định vị lại phát triển kinh tế xã hội Hắc Hà, đưa ra lợi dụng trụ cột sản xuất công nghiệp và ưu thế tài nguyên của Hắc Hà mà cố gắng thăng cấp sản nghiệp, tăng quy mô, cũng gắng sức quy hoạch mấy phương hướng phát triển quan trọng, toàn lực đẩy mạnh. Đương nhiên sau khi làm chủ tịch tỉnh, Trung Dược Quân cũng càng bận hơn, thời gian gặp Triệu Quốc Đống là rất ít, chỉ thi thoảng gọi điện trao đổi. Thân phận thay đổi làm áp lực trên người Trung Dược Quân tăng gấp bội. Làm như thế nào làm tốt công việc, có đôi khi Trung Dược Quân cũng không xác định. Y cũng rất hy vọng mình có thể có cơ hội trao đổi với lão lãnh đạo, lão đồng nghiệp, thảo luận kinh nghiệm phát triển, tham khảo lẫn nhau nên y mới có thể chủ động đưa ra đề nghị 1/5 đến Thượng Hải thăm lão lãnh đạo. Triệu Quốc Đống ở An Nguyên rất dứt khoát, quyết đoán, Triệu Quốc Đống ở Thượng Hải lại có biểu hiện khá mềm mỏng. Trung Dược Quân vẫn quan sát biểu hiện của Triệu Quốc Đống, nhất là mấy lời nói quan trọng của Triệu Quốc Đống trong hội nghị, y cố gắng hiểu ra cách làm và ý đồ của Triệu Quốc Đống. Phải nói rất nhiều quan điểm, ý đồ của lãnh đạo thể hiện trong mấy câu phát biểu mơ hồ, chỉ một số ít người hiểu ra. Cũng may ở phương diện này Triệu Quốc Đống nói thẳng hơn nhiều người nhiều. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Thượng Hải chủ yếu là đưa ra quan điểm phát triển đô thị Thượng Hải khoa học và nhân tính hóa, kết hợp định vị quốc tế và định vị trong nước của Thượng Hải lại, không phải chỉ mỗi theo đuổi quốc tế hóa mà phải dựa vào thị trường trong nước lộ nét đặc sắc của Thượng Hải, Trung Quốc. Triệu Quốc Đống đưa ra hình thức phát triển của Thượng Hải đó là không thuần túy tăng trưởng về GDP mà mục tiêu là nhằm vào 1, 2, 3 sản nghiệp quan trọng, không theo đuổi tổng sản lượng GDP mà chú trọng đề cao trình độ cuộc sống và sự hài lòng của dân chúng, nhất là phải làm cho càng nhiều người từ nơi khác tới dung nhập vào Thượng Hải. Quan điểm này của Triệu Quốc Đống nghe nói khiến Trung ương có một vài tranh luận. Xây dựng Thượng Hải thành đô thị quốc tế hóa vẫn là mục tiêu Trung ương xác định, gần như tất cả trọng tâm đều vây quanh mục tiêu này. Triệu Quốc Đống mặc dù cũng đồng ý xây dựng Thượng Hải làm thành phố quốc tế hóa nhưng hắn đưa ra cần phải trọng điểm cân nhắc Thượng Hải làm thành phố thích hợp cho dân chúng, tăng trình độ cuộc sống của hơn chục triệu người dân Thượng Hải. Tuy quan điểm này có tranh luận trên Trung ương nhưng Triệu Quốc Đống vẫn kiên định đẩy mạnh chiến lược này ở Thượng Hải, nhất là đưa ra và tư tưởng để nâng trình độ cuộc sống của dân chúng Thượng Hải, hơn nữa cũng từng bước đẩy mạnh và được dân chúng Thượng Hải ủng hộ. Trung Dược Quân vẫn suy nghĩ ý đồ, quan điểm của Triệu Quốc Đống. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này trao đổi ý kiến với Triệu Quốc Đống về quan niệm tư tưởng chấp chính. Công tác ở Hắc Hà mấy năm, Trung Dược Quân ở vài phương diện đã có một chút suy nghĩ của mình,
nhưng y cũng không cho rằng quan điểm của Triệu Quốc Đống có thành kiến, tình hình các nơi là khác nhau. Làm người lãnh đạo một nơi thì anh phải đưa ra chiến lược thích hợp nhất với địa phương mình. Thượng Hải là thành phố lớn dẫn đầu cả nước, mọi cử động của Triệu Quốc Đống vẫn luôn làm người ta chú ý. Ra khỏi sân bay, Trung Dược Quân nhận được điện, nhìn số điện thoại, Trung Dược Quân có chút kinh ngạc. Trưởng ban Liên Hương, Chủ tịch Trung vừa ra sân bay ư. Giọng Vưu Liên Hương trong điện thoại vẫn nhanh gọn như trước. Ồ, sao chị biết? Ồ, có phải là chị cũng vừa xuống máy bay không? Trung Dược Quân nở nụ cười nhìn phía sau nhưng dòng xe quá đông nên y không thấy rõ Vưu Liên Hương đi xe nào. Ồ, anh đi trước tôi một bước, kết quả thấy hiệu suất bên văn phòng anh nhanh hơn bên tôi. Vưu Liên Hương cười nói. Chẳng qua như vậy cũng biết, đi chậm một bước nên nhặt thêm người nữa ở sân bay. Ồ, nhặt được ai vậy? Trung Dược Quân có chút tò mò. Vân Đạt, y vừa từ Kiềm Dương bay qua, rất hợp mốt, một người một ba lô, tôi thiếu chút nữa không nhận ra. Nếu không phải y chủ động gọi tôi thì tôi đúng là không nhìn ra. Làm phó chủ tịch tỉnh mà còn tiêu sái như vậy, xem ra tâm trạng của chúng ta không bằng y. Chúng ta có phải già rồi không? Vưu Liên Hương cười rất nhẹ nhàng, thi thoảng xen vào tiếng người đàn ông, rất quen, đúng là Hoắc Vân Đạt. Để tôi nói chuyện với tiểu tử đó. Hoắc Vân Đạt đầu năm nay mới được tuyển làm phó chủ tịch tỉnh Quế, có thể nói là phái trẻ trung điển hình. Trung ương bây giờ càng lúc càng chú trọng điều chỉnh phân công cán bộ giữa các nơi. Hoắc Vân Đạt làm bí thư thị ủy Ngọc Hà khá xuất sắc, kinh tế Ngọc Hà đã hoàn toàn chuyển hình, ngành công nghệ sinh học phát triển cực nhanh nhất là công nghiệp gen và dược càng nhanh hơn. Chủ tịch Dược Quân, ngài đến Hắc Hà vui quên trời đất, bây giờ cũng không muốn xuống phía Nam xem mấy lão nhân viên của ngài. Chủ tịch tỉnh Phượng Minh người ta năm ngoái còn đến Điền Nam chúng tôi chơi, ngài là quý nhân không đến. Giọng Hoắc Vân Đạt vẫn trầm thấp như trước nhưng vẫn duy trì khẩu âm đặc biệt bên Ninh Lăng. Vân Đạt, cách nói chuyện của anh cần phải cầu thị. Lão Tiêu đã tới Điền Nam các anh, tôi năm ngoái còn tới tỉnh Quế, chẳng qua lúc ấy anh chưa đến đó mà thôi. Năm nay tôi định sang Điền Nam nói chuyện hợp tác tài nguyên du lịch đáng tiếc anh lại đến tỉnh Quế. Trung Dược Quân trêu chọc Hoắc Vân Đạt, đã lâu không nói chuyện tùy ý như vậy làm Trung Dược Quân có cảm giác rất thân thiết. Hả, lão lãnh đạo. Ngài đây không phải oán tôi đó chứ? Hoắc Vân Đạt nở nụ cười. Được rồi, lần này tôi sẽ mời ngài hai chén, trưởng ban Liên Hương làm chứng, thế nào? Ha ha, xem ra anh tới tỉnh Quế liền tăng tửu lượng hả? Lần này có không ít người phải uống đó, anh đừng có mà cơm chưa ăn hết mà đã ngất đấy. Trung Dược Quân cười ha hả. Đúng, trưởng ban Diệp Khánh Xuyên, Điền Nam các anh sắp đến Thượng Hải làm trưởng ban tổ chức cán bộ, anh biết không? Tôi nghe Hoành Vĩ nói lão Diệp hôm qua đã tới. Hai người đều từ Điền Nam đi ra thì kiểu gì chẳng phải uống vài chén. Hắc hắc, Chủ tịch Dược Quân, tôi từ Ninh Lăng đi ra lúc ấy Bí Thư Triệu vứt tôi sang Điền Nam, vốn tưởng Bí Thư Triệu đến Điền Nam là tôi đi nhờ một chút, ai ngờ lại vứt tôi ở đó không nghe không hỏi. Tôi cũng không có biện pháp. Anh đó, được lợi còn kêu gào, anh nếu về An Nguyên thì chưa chắc có được như bây giờ. Trung Dược Quân cười mắng. Được rồi. Hai người có gì đợi đến vào bàn rồi nói chuyện đi. Lấy máy của tôi mà đấu mồm, coi như tôi không tồn tại hả? Vưu Liên Hương kêu lên, anh đúng là khó tưởng tượng thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Tân Môn sẽ nói như vậy. Sự thân thiết đó chỉ có người cùng chiến đấu trong một vòng tròn mới có thể cảm nhận được. Được được được, trưởng ban Liên Hương, chỉ có thái độ như vậy thì cẩn thận chỉ tới được mà không về được đó. Trung Dược Quân cũng thấy ấm áp trong lòng. Tâm trạng rất thoải mái. Chỉ khi ở bên các đồng chí từng cùng chiến đấu mới có cảm giác này, làm cho y được thả lỏng. Hừ, Chủ tịch Dược Quân, chẳng lẽ Trung Dược Quân tôi còn sợ ư? Trước không sợ, bây giờ cũng không sợ. Vưu Liên Hương kêu lên. Quyển 20, chương 123, VIP 3. Ngay lúc mấy người trên xe gọi điện trêu nhau, hai người khác cũng lục tục đáp xuống sân bay quốc tế Phổ Đông. Lỗ Năng là từ Vũ Hán bay tới. Năm ngoái y từ thị trưởng thành phố An Đô đến tỉnh Ngạc làm phó chủ tịch tỉnh, nhận chức chưa đầu năm, bây giờ là phó chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý văn hóa, giáo dục, y tế. Là người xuất thân tuyên truyền như Lỗ Năng mà nói thì phụ trách mảng này cũng dễ làm, rất nhanh tiến vào trạng thái. Trách nhiệm của y do tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đặt ra là phát triển ngành văn hóa du lịch của tỉnh. Thực ra từ thị trưởng thành phố An Đô điều đến làm phó chủ tịch tỉnh Ngạc mà nói thì Lỗ Năng cũng không quá thích. Y mới làm thị trưởng An Đô có 2 năm,
có thể nói nhiều công việc vừa đi vào quỹ đạo đã phải rời đi, Lỗ Năng có chút không nỡ. Nhưng Triệu Quốc Đống cho rằng y nên đi, Trung ương hy vọng cán bộ An Nguyên ra ngoài nhiều hơn. Mà Lỗ Năng tuy làm khá tốt ở An Đô nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Lỗ Năng càng thích hợp rèn luyện ở nhiều vị trí hơn nữa. Hơn nữa điều Lỗ Năng tới tỉnh Ngạc thì Trung ương cũng có ý đồ của mình. Lỗ Năng lúc làm thị trưởng thành phố An Đô cũng rất hòa hợp với Quế Toàn Hữu, dù sao hai người vốn đều ở Ninh Lăng cả. Hơn nữa Quế Toàn Hữu ở Hoài Khánh khá lâu, cho nên y làm trưởng ban thư ký thị ủy cũng là cầu nối giữa Đương Nhiên và Lỗ Năng. Lệnh Hồ cũng cùng tới à? Ha ha, hai năm qua cậu trông khá yên tĩnh, không ra ngoài hoạt động gì cả. Lỗ Năng liếc nhìn Lệnh Hồ Triều đi theo sau Lệnh Hồ Triều, nở nụ cười. Sau khi bắt tay Quế Toàn Hữu, y thân thiết vỗ vai Lệnh Hồ Triều. Lệnh Hồ Triều này rất được Triệu Quốc Đống thích, nhưng khi Triệu Quốc Đống làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên cũng không để ý nhiều tới Lệnh Hồ Triều, mà để mặc Lệnh Hồ Triều ở bên kia phát triển đến tận bây giờ. Chủ tịch Lỗ, ngài cũng biết hai năm rồi tôi vừa xuống, trong tay có nhiều chuyện cần làm. Lệnh Hồ Triều xê câu nệ nói. Được rồi, đây không phải lý do. Cậu làm bí thư quận ủy Hoài Châu hợp. Làm bí thư quận ủy bận đến độ không có mấy ngày để đi ra ngoài ư. Tôi không tin, cậu còn chưa vào thường vụ thị ủy mà. Toàn Hữu, lão Đặng lập tức làm phó bí thư tỉnh ủy, y cũng là lão lãnh đạo của anh, chẳng lẽ nói chút chuyện này còn không làm được ư. Lần này y cũng sẽ tới, anh phải nói với y một câu. Lỗ Năng nói với giọng khá tự tin, Quế Toàn Hữu cũng hiểu. Theo y biết Lỗ Năng rất có thể nửa năm tới sẽ làm thường vụ tỉnh ủy tỉnh Ngạc. Quế Toàn Hữu biết tin này từ một người bạn ở ban tổ chức cán bộ trung ương tiết lộ. Lỗ Năng lúc làm bí thư thị ủy Tân Châu đã làm được vài điểm sáng, nhanh chóng quay về An Đô làm thị trưởng, mới làm 2 năm đã sang làm phó chủ tịch tỉnh Ngạc, qua đó có thể thấy năng lực và bản lĩnh của y. Hơn nữa tên này rất biết làm quen người, có người quen cứng ở cấp bộ, cho nên đến tỉnh Ngạc cũng nhanh chóng mở được cục diện. Ha ha, chủ tịch Lỗ, lời này hẳn là tôi và anh nói mới đúng. Bí thư Đặng là lão lãnh đạo của tôi nhưng bây giờ anh nói sẽ có tác dụng hơn tôi, hơn nữa anh không cần cố kỵ mà. Dù sao anh không ở An Nguyên, quan điểm của anh không chừng sẽ công bằng hơn một chút. Quế Toàn Hữu nhìn Lệnh Hồ Triều rồi nói. Cũng được, tới lúc ấy tôi sẽ nói với lão Đặng. Lỗ Năng rất sảng khoái nhận lời làm Quế Toàn Hữu có chút bất ngờ. Ha ha, Lệnh Hồ, cậu còn không cảm ơn chủ tịch Lỗ. Quế Toàn Hữu nhìn Lệnh Hồ Triều. Được rồi Toàn Hữu, đừng có diễn trước mặt tôi được không? Lỗ Năng trừng mắt nhìn Quế Toàn Hữu. Đúng, Âu Dương còn chưa tới sao? Âu Dương Cẩm Hoa bây giờ đã là phó chủ nhiệm ban quản lý Tân khu quốc tế An Đô. Tân khu quốc tế An Đô được Trung ương xác định làm quận tổng hợp đô thị và nông thôn, là đơn vị cấp giám đốc sở. Âu Dương Cẩm Hoa sau khi làm phó chủ tịch quận Hoa Khê 2 năm liền tới làm phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Lộc Sơn. Sau đó từ đây điều đến làm ủy viên đảng ủy, phó chủ nhiệm ban quản lý tân khu quốc tế An Đô, trở thành nhân vật mới lên trong chính trường An Đô. Ừ, y sợ là đến trước rồi. Lúc tôi đi có gọi điện cho Âu Dương, y nói 5 giờ bay tới đây, y chắc có việc riêng, chắc là Tiểu Quách đến đây, hai vợ chồng ở xa nhiều năm như vậy, lần này coi như là đi du lịch. Quế Toàn Hữu gật đầu. Chủ tịch Lỗ, chúng ta đi. Ừ, các anh có xe đón không? Lỗ Năng nhìn đồng hồ nở nụ cười. Ừ, chẳng lẽ có chuẩn bị ư? Xem ra chúng ta đều định như vậy. Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy, bây giờ không sớm không muộn sao phải làm khó người. Sắp đến kỳ nghỉ rồi, để mọi người nghỉ ngơi. Xem ra có người cùng có tâm tư như tôi. Ba chúng ta bắt taxi vào nội thành là được. Được, chúng ta đi. Lỗ Năng thân thiết vỗ vai Quế Toàn Hữu. Sợ là đã lâu không đi taxi rồi nhỉ? Quế Toàn Hữu mỉm cười không nói, Lệnh Hồ Triều đã sớm đi tới bắt taxi. Lúc Lỗ Năng cùng Quế Toàn Hữu nhắc tới Âu Dương Cẩm Hoa, Âu Dương Cẩm Hoa thực ra sớm đã tới nơi. Y đến trước Lỗ Năng và Quế Toàn Hữu 2 tiếng, bây giờ đang ở nhà Triệu Quốc Đống. Quách Hiểu đang giúp Lưu Nhược Đồng ở trong bếp, Triệu Quốc Đống và Âu Dương Cẩm Hoa lại đang ngồi nói chuyện. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã rời khỏi An Nguyên nhưng Âu Dương Cẩm Hoa vẫn thường xuyên liên lạc với hắn. Thậm chí còn liên lạc với Trương Hoành Vĩ. Về cơ bản cứ hàng tuần là Âu Dương Cẩm Hoa đều gọi điện cho Triệu Quốc Đống, báo cáo một chút tình hình công việc gần đây của mình, nói về suy nghĩ công việc của mình. Triệu Quốc Đống không phản cảm, mặc dù hắn rất bận nhưng hắn có thể giải thích tâm trạng này của Âu Dương Cẩm Hoa. Tân khu quốc tế nếu có chữ Tân ở trong như vậy là cần đổi mới, không chỉ là đổi mới về sản nghiệp,
càng chỉ chính là thể chế hành chính và quản lý xã hội. Tôi vẫn cho rằng chính quyền chúng ta có nhiều sai sót trong quản lý hành chính, đương nhiên đây là do lịch sử hình thành. Chính quyền có đủ các ban ngành, từng ngành chẳng những quản nhiều việc không nên quản, hơn nữa có rất đông người, một nhóm người chỉ đến cơ quan ngồi chơi, lĩnh tiền. Tôi từng nói qua ở hội nghị mở rộng thành ủy Thượng Hải. Nước ngoài một nhân viên có thể hoàn thành công việc nhưng ở chỗ chúng ta lại biến thành một phòng ban trong cục, sở, thậm chí là một sở. Ví dụ như du lịch, ví dụ như văn hóa giáo dục, mấy đơn vị này có mấy chục mấy trăm người. Mà ở tại các quận, huyện nước ngoài thì người ta thường chỉ là một trợ lý hoặc một chuyên viên sẽ giải quyết xong vấn đề, ở Trung Quốc lại khác hẳn. Trung Quốc chúng ta còn có vài ngành gọi là ngành chức năng kinh tế, cơ cấu rất khổng lồ. Một quá trình xét duyệt luôn tìm mọi cách chia nó làm nhiều phần để nhiều ngành cùng thẩm định, làm cho người dân rất hoang mang. Nó khó trách tài chính trả lương không ngừng tăng, gánh nặng của dân chúng càng lúc càng lớn, các chi phí hành chính tăng mạnh. Nguyên nhân ở đâu? Không phải vì phương hướng vận chuyển của cơ quan chức năng chính quyền có vấn đề sao? Triệu Quốc Đống thao thao bất tuyệt, Âu Dương Cẩm Hoa nghe có chút xuất thần. Y đã lâu không nghe Triệu Quốc Đống đánh giá công tác của chính quyền trước mặt mình như vậy. Đây cũng là vì thân phận của Triệu Quốc Đống đã khác, không giống lúc ở An Nguyên, Triệu Quốc Đống bây giờ là ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, mọi hành vi đều có ảnh hưởng về phương hướng. Hơn nữa có lời đồn sau Đại hội Đảng 19 thì Triệu Quốc Đống sẽ vào thường trực Bộ Chính trị, rất nhiều phương diện Triệu Quốc Đống có thể vùi đầu làm nhưng không thể nói. Bây giờ dân chúng càng lúc càng chú ý vấn đề này, cải cách thể chế hành chính nên làm như thế nào? Quan điểm này đã nói ra. Làm như thế nào tiêu trừ được khuyết điểm về thể chế, đạt được sự tinh giản, tăng hiệu suất, đây là vấn đề cấp bách cần giải quyết. Đây không chỉ là công việc mà bản thân chính quyền cần làm, cũng là yêu cầu để Đảng Cộng sản tăng địa vị chấp chính của mình. Triệu Quốc Đống coi Âu Dương Cẩm Hoa là người nghe tốt nhất, tóm lại hắn rất thích hưởng thụ trạng thái này. Quyển 20, chương 124, VIP 4. Khẽ cụng ly một chút, Tô Hiểu lắc lắc chén rượu trong tay nhấp nam nhỏ mà không uống hết. Mặt Mai Oánh phiếm hồng không nhìn ra được cô đã hơn 40. Dù từ góc độ nào nhìn thì cô mới như hơn 30, da thịt trắng nõn, mái tóc bồng bềnh tùy ý thết lại, mấy sợi rơi lên trán, một chiếc dây chuyền pơ làm người vô thức muốn nhìn xuống sâu dưới cổ cô. Đáng tiếc là Mai Oánh thoáng cái bảo thủ hơn, không mặc áo thấp ngực như trước nữa mà mặc bộ đồ khá cao cổ, chẳng qua dù thế khe sâu kia vẫn mơ hồ thấy được. Tô Hiểu khẽ thở dài một tiếng, đúng là vưu vật. Bảo sao giới truyền thông giải trí nước ngoài bầu Mai Oánh là người phụ nữ phương Đông hấp dẫn nhất của Trung Quốc. Tô Hiểu có thể nhảy ra khỏi vòng trong làng giải trí để nhìn vấn đề, nhiều năm trong thương trường khiến cô đã có thể dựa vào thực lực của mình mà nói chuyện, chứ không phải dựa vào sắc đẹp nữa. Bọn họ bên kia hình như có cuộc tụ hội, chỉ biết không ít người trong đó. Mai Oánh nở nụ cười khá kỳ quái. Đều là nhân vật lớn, không có ai là tôm tép cả. Oánh tỷ. Chị quan tâm bọn họ làm gì? Tô Hiểu khẽ nhíu mày, đám người kia cô nhận ra không ít nhưng cô biết ý không xuất hiện, ra vẻ không biết. Mai Oánh có lẽ bát quái hơn, nói chuyện khá cản rỡ. Hai chị em ta tụ họp đừng để ý chuyện người khác. A Hiểu, chị không say, em yên tâm, chị không nói lung tung đâu. Ánh mắt Mai Oánh trở nên thâm thúy như nhớ lại gì đó. Em phát triển ở An Nguyên nên biết rõ hơn chị. Em sợ rằng cũng thấy đều là cán bộ An Nguyên và đi ra từ An Nguyên. Ừ, Quế Toàn Hiếu kia chị cũng nhận ra, trưởng ban thư ký thị ủy An Đô, còn ngồi ăn một lần. Đoàn làm phim bọn chị lúc quay ở Hồ Thanh Ngoã, An Đô thì y cũng ra mặt gặp gỡ. Họ Vưu kia thì chị cũng biết, bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Tân Môn, một nhân vật hiển hách, họ Lỗ kia càng không lạ, phó chủ tịch tỉnh Ngạc. Tô Hiểu cau mày nhấp ngụm rượu không nói. Chị biết em lo gì, hì hì. Yên tâm, Oánh tỷ này không ngốc như vậy đâu. Chị chỉ có chút nuối tiếc có lẽ chị thiếu chút nữa đã chinh phục được người đàn ông kia. Mai Oánh rượu vào nên bắt đầu phóng túng, có lẽ do men kích thích nên cô khá thả lỏng. Thật đó, chỉ thiếu chút nữa là hắn rơi vào dưới váy chị. Tô Hiểu nghe vậy càng nhíu mày sâu hơn. Oánh tỷ, không nói nữa, không tốt đâu. Tô Hiểu và Mai Oánh mấy năm nay rất thân thiết, đương nhiên lúc trước Tô Hiểu giúp Mai Oánh một chút. Mai Oánh mặc dù có danh tiếng lớn nhưng lại nhớ tình cũ. Ít nhất mấy tòa nhà mà Tô Hiểu buôn bán, Mai Oánh đều quảng cáo cho, hơn nữa về cơ bản không lấy phí, điều này làm Tô Hiểu rất cảm động. Ha ha, chỉ có hai chúng ta ở đây, chúng ta không điểm danh nói họ thì có gì chứ? Em nhìn mấy người bên cạnh họ đi, Chủ tịch tỉnh Hắc Hà,
họ Tiêu là phó chủ tịch thường trực tỉnh dự, chỉ lúc ở tỉnh dự tham gia một hoạt động thì có nghe giới thiệu qua về y. Họ Vưu không nói, họ Đặng kia là bí thư thị ủy An Đô. Bên cạnh còn có mấy người là quan chức ở cấp bậc tương đương, khó gặp. Mai Oánh cười hì hì nói. Oánh tỷ, được rồi, không nói chuyện bọn họ nữa, nói chuyện mình đi. Tô Hiểu không nhịn được nữa, cắt ngang lời của đối phương. Có vài lời không thích hợp nói chuyện mà chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng. Được, không nói, Tô Hiểu, em làm tổng giám đốc mấy năm thì gan càng lúc càng nhỏ. Ánh mắt Mai Oánh thoáng cái cô đơn, nhân vật chính chị không phải cần để mọi người bình luận sao. Tô Hiểu lắc đầu cười khổ không nói chuyện này nữa. Nói chuyện bộ phim tiếp theo của chị đi, do Niết Bàn bỏ vốn à. Triệu Quốc Đống biết hôm nay mình uống hơi nhiều nhưng hắn vẫn ổn. Tuổi tăng lên, sức khỏe giảm đi. Mặc dù Triệu Quốc Đống vẫn cố tập thể dục để mình duy trì sức khỏe và trạng thái tinh thần tốt nhưng hắn bị nhiều nhân tố không xác định ảnh hưởng, hắn có thể cảm thấy sức khỏe của mình giảm đi không ít. Không khí bữa ăn rất sôi nổi. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được sự dễ dàng và tùy ý của mọi người, rất nhiều người nhiều năm không gặp, mặc dù biết đối phương ở đâu nhưng tình hình cụ thể chỉ nghe nói, nhiều lắm là gọi điện hoặc là đến địa bàn của đối phương thì tới gặp một chút. Có thể cung cấp cho mọi người sân khấu trao đổi như thế nào có lẽ là lần đầu yên nhưng có thể là cuối cùng. Sau này theo địa vị thay đổi cũng cần cẩn thận cân nhắc trường hợp xuất hiện. Một gặp một, hai ba người gặp nhau thì không vấn đề gì nhưng quy mô này đúng là không thích hợp mấy. Ví dụ như lần này chỉ sợ mình gặp không ít mạo hiểm, lời đồn đoán. Đưa mắt nhìn thì Đặng Nhược Hiền và Trung Dược Quân đang nói chuyện khá ăn ý. Đặng Nhược Hiền sắp lên làm phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên còn có không gian phát triển khá tốt. Y lúc làm bí thư thị ủy An Đô thì làm việc khá vững chắc và có không ít đột phá, được lãnh đạo cá biệt ở Trung ương ưu ái. Trung Dược Quân không cần phải nói, biểu hiện ở Hắc Hà đã nói rõ tất cả, sau đây xem cơ duyên của y, tốc độ tăng trưởng của Hắc Hà vẫn khá tốt nhưng trụ cột không dày. Trung Dược Quân nếu muốn tiến thêm một bước có lẽ chỉ có thể đi tới tỉnh xa xôi và có kinh tế lạc hậu mà thôi, cũng phải xem Trung ương an bài như thế nào. Vưu Liên Hương và Trúc Văn Khôi lại rất tùy ý. Dù đã rời khỏi An Nguyên nhưng Vưu Liên Hương vẫn hết sức quan tâm tới Ninh Lăng. Diện tích quy hoạch đô thị Ninh Lăng được mở rộng rất nhiều, đang tiến nhanh về phía thành phố khổng lồ, căn cứ dự tính thì trong vài năm tới dân cư nội thành của Ninh Lăng đạt đến trên 5 triệu. Diệu Hồ và núi Diệu Phong đã chính thức trở thành tọa độ trung tâm đô thị Ninh Lăng, xung quanh khu đất này một trung tâm thương mại đang hình thành. Vì vậy thị ủy, ủy ban Ninh Lăng không thể không cân nhắc di rời vài cơ quan chức năng đi nơi khác, dành khu đất vàng ra cung cấp cho nhu cầu phát triển thương mại. Trúc Văn Khôi làm khá đặc sắc khi dựa vào phát triển đô thị để thúc đẩy dịch vụ đô thị phát triển. Ở điểm này còn có tính đi trước hơn Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân. Điểm này Triệu Quốc Đống khá hài lòng, tuổi Trúc Văn Khôi mặc dù hơi cao nhưng vẫn có tinh lực hơn người. Vưu Liên Hương được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Tân Môn cũng có tiền đồ như trải lụa, một ít lời đồn nói sau đại hội đảng 19 cô có thể được điều lên Trung ương, chẳng qua là ban tuyên giáo hay ban tổ chức cán bộ Trung ương thì còn chưa xác định. Hoắc Vân Đạt và Lỗ Năng nói chuyện khá vui vẻ, hai người này đều là vừa mới đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh nên có nhiều đề tài để nói. Mặc dù tỉnh Ngạc và tỉnh Quế Sai khác rất lớn nhưng hai người trao đổi kinh nghiệm cũng có lợi cho mình. Về phần mấy người Quế Toàn Hữu, Âu Dương Cẩm Hoa, Lệnh Hồ Triều cùng với Chu Trọng thì cũng đang nhiệt liệt nói chuyện gì đó, tất cả rơi vào mắt Triệu Quốc Đống, làm Triệu Quốc Đống đột nhiên có cảm giác không nói thành lời. Thoáng cái 20 năm đã qua đi, mình từ một phó chủ tịch huyện trở thành ủy viên Bộ Chính trị, mà đồng nghiệp ngày xưa cũng có người lui về dưỡng lão, có người vào tù, có người tiếp tục sóng vai chiến đấu với mình. Tiêu Phượng Minh chú ý ánh mắt Triệu Quốc Đống có biến hóa. Hôm nay Triệu Quốc Đống uống không ít. Mặc dù tửu lượng tốt nhưng dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước. Trên thực tế sau khi Triệu Quốc Đống làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên thì đã rất khống chế lúc uống, về cơ bản uống rượu vang, nếu phải uống rượu trắng thì cũng chỉ là 2-3 vòng, hơn nữa chỉ là do hàng năm có các hội nghị đặc biệt hoặc lãnh đạo xuống dưới mà thôi. Hôm nay Triệu Quốc Đống phát huy đã vượt quá quy định của chính hắn. Bí thư Triệu, ngài xem có phải là... Tiêu Phượng Minh nháy mắt với Âu Dương Cẩm Hoa. Âu Dương biết ý đứng lên rót nửa chén cho Triệu Quốc Đống. Mấy người Tiêu Phượng Minh cùng Trung Dược Quân, Vưu Liên Hương cùng với Đặng Nhược Hiền thoáng nhìn nhau, Tiêu Phượng Minh nói. Bí thư Triệu, tôi thấy hôm nay đến đây thôi, mọi người đều tận hứng. Rót đầy, tôi cũng thế. Triệu Quốc Đống đứng lên thoáng suy nghĩ mới nói. MNGG là đồng nghiệp,
bằng hữu cùng chiến đấu với Triệu Quốc đống tôi ngày nào, hôm nay ở đây không phân biệt lãnh đạo, cao thấp, chúng ta là đồng chí cùng vì một mục tiêu. Người xưa có câu tu 10 năm được cùng thuyền, tu 100 năm được ngủ cùng, tôi nghĩ chúng ta ít nhất thân mật hơn cùng thuyền. Đảng viên không tin vào mê tín dị đoan nhưng chữ duyên thì chúng ta lại tin, vận mệnh cho chúng ta cơ hội trong thời đại cải cách, đồng thời cũng cho chúng ta trách nhiệm lớn hơn nữa. Tôi nghĩ mọi người ngồi đây đều là lãnh đạo, làm như thế nào để nghênh đón khó khăn, sáng tạo huy hoàng là lời cuối cùng hôm nay tôi muốn nói. Tôi hy vọng, 10, 20 năm nữa chúng ta sum họp thì dân chúng sẽ càng thêm hạnh phúc, quốc gia càng phồn vinh hơn, mà chúng ta có thể cúi đầu không thẹn với lòng. Nào, mọi người uống cạn chén vì ý nguyện này. Triệu Quốc Đống uống một hơi cạn sạch, mọi người cũng cạn sạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện lộng chiều, Triệu Quốc Đống.